Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Chiến sự tối 31 tháng 7, quan chức Ukraine kêu gọi trả thù sau một loạt vụ tấn công. Một quan chức cấp cao ở Kiev đã kêu gọi trả thù sau các vụ tấn công trên khắp Ukraine giữa lúc Kiev sắp đàm phán với Mỹ về các biện pháp đảm bảo an ninh. Tấn công ở nhiều nơi tại Ukraine. The Guardian cho hay ít nhất 4 người đã không qua khỏi trong vụ tấn công rocket xảy ra vào sáng 31 tháng 7 tại thành phố Kiviri thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở khu vực Nam Trung Bộ, Ukraine. Hơn 40 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một tòa chung cư cao tầng, theo giới chức thành phố. Ông Oleksiy Kuleba, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi trả thù sau vụ tấn công. Cũng theo vị quan chức, một vụ tấn công khác đã xảy ra ở Kherson vào sáng 31 tháng 7, làm một người không qua khỏi và 4 người bị thương. Hãy trả thù cho từng người một, chúng ta hãy hành động và cứu người của chúng ta, ông viết trên Telegram, đồng thời cho hay các khu vực Sumy, Zaporizhia và Kharkiv của Ukraine đều đã bị tấn công trong những ngày qua, theo The Guardian. Kiviri là quê hương của ông Zelensky và vợ, bà Olena Zelenska. Đây là cách một tuần mới bắt đầu, một thành phố của Ukraine, nơi người dân chỉ muốn một cuộc sống bình thường, yên ắng. Nga muốn cướp đi sự bình yên và cuộc sống, bà Zelenska cho biết trên mạng xã hội. Trong khi đó, ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine hôm nay cho biết, hai người đã không qua khỏi và 6 người bị thương sau khi Ukraine pháo kích trúng một chiếc xe bus tại thành phố Donetsk thuộc tỉnh cùng tên. Liên quan đến chiến dịch phản công của Kiev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 31 tháng 7 thông báo họ đã chiếm lại gần 15 km vuông lãnh thổ từ quân đội Nga ở phía đông và phía nam trong tuần qua, theo Reuters. Cùng ngày, Điện Kremlin nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine không diễn ra như kế hoạch và các nguồn lực mà NATO cung cấp cho Kiev đã bị lãng phí, theo RIA Novosti. Nga lên tiếng về cuộc gặp Ả Rập Xê Út. Điện Kremlin ngày 31 tháng 7 cho biết Nga cần tìm hiểu mục đích của cuộc gặp được cho là sắp diễn ra ở Ả Rập Xê Út để bàn về kế hoạch hòa bình mà ông Zelensky đề xuất. Báo The Wall Street Journal hôm 29 tháng 7 đưa tin rằng Riyadh sẽ mời các quốc gia phương Tây, Ukraine và một số nước đang phát triển tham dự sự kiện dự kiến được tổ chức tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út vào ngày 5 và 6 tháng 8. Tờ báo cho biết Kiev và các nước phương Tây hy vọng rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn đến sự ủng hộ của quốc tế đối với các điều khoản hòa bình có lợi cho Ukraine. Khi được hỏi về tường thuật của The Wall Street Journal, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga đương nhiên sẽ theo dõi cuộc gặp này. Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá tích cực, TASS dẫn lời ông Peskov. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhắc lại quan điểm của Moscow rằng họ hiện không thấy có cơ sở nào để hòa đàm với Kiev. Ông Andriy Zemak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 30 tháng 7 đã xác nhận việc các quan chức từ một số quốc gia đang chuẩn bị gặp nhau ở Ả Rập Xê Út để thảo luận về kế hoạch hòa bình của ông Zelensky, dù không nói rõ thời gian, Reuters tường thuật. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trước đây đã bày tỏ sự sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột. Ukraine đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh. Cũng theo ông Zemak, tuần này, Kiev sẽ bắt đầu đàm phán với Washington về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi nước này có thể gia nhập NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với Mỹ trong tuần tới. Việc đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ bao gồm những nghĩa vụ cụ thể, lâu dài, nhằm đảm bảo khả năng cho Ukraine trong việc đánh bại và kiềm chế các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Đây sẽ là những định dạng và cơ chế hỗ trợ được soạn thảo rõ ràng, ông Andriy Zemak viết trên Telegram hôm 30 tháng 7, theo Reuters. Ông Alexei Polistrus, người đứng đầu cơ quan phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO từ bỏ chính sách phá hoại an ninh của Nga và Belarus, rút tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu. Ông Polistrus cho biết, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là một phản ứng đối với chính sách hạt nhân gây bất ổn trong nhiều năm qua của NATO và Mỹ, cũng như những thay đổi cơ bản gần đây trong các lĩnh vực chủ chốt của an ninh châu Âu. Ông Polistrus nhấn mạnh, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus là một biện pháp ngăn chặn bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh cho Belarus, quốc gia có không gian phòng thủ chung với Nga. Ông Polistrus phát biểu với hãng tin Sputnik rằng, Nga sẽ chỉ rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi lãnh thổ Belarus nếu Mỹ và NATO từ bỏ việc phá hoại an ninh của Nga và Belarus. Cụ thể,
là Mỹ sẽ phải rút hoàn toàn tất cả các vũ khí hạt nhân của Mỹ về lãnh thổ Mỹ, đồng thời loại bỏ mọi cơ sở hạ tầng tương ứng ở châu Âu. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã chuyển giao phần đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho Belarus và sẽ hoàn thành nhiệm vụ chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật vào cuối năm nay. Phát biểu với truyền thông ngày 20 tháng 6, ông Alexei Vorishchak cho biết quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là quyết định bất đắc dĩ của Moscow để đáp trả chính sách gây hấn của Mỹ và NATO. Hai bên đã xem xét những hoạt động phá hoại kéo dài nhiều năm trong sứ mệnh hạt nhân chung của các quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, không giống những đầu đạn hạt nhân của Mỹ đặt ở châu Âu, vũ khí của Nga sẽ được đặt ở gần biên giới Nga và trên lãnh thổ của nhà nước Liên minh Nga, Belarus. Ông cho biết, về lý thuyết, Nga có thể rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi lãnh thổ Belarus, nhưng Moscow sẽ chỉ làm điều đó khi Mỹ loại bỏ cơ sở hạ tầng hạt nhân ở châu Âu. Hai bộ trưởng quốc phòng Nga và Belarus ngày 25 tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow vẫn duy trì kiểm soát và quyền ra quyết định đối với những vũ khí này và tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện hành. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được triển khai ở Belarus. Đây mới là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch và sẽ hoàn tất trước mùa thu hoặc cuối năm nay. Nói về học thuyết hạt nhân của Nga, ông Putin nhấn mạnh vũ khí hạt nhân được tạo ra để đảm bảo an ninh của Nga theo nghĩa rộng nhất cũng như sự tồn vong của nước Nga. Hiện tại, Nga thấy không cần thiết sử dụng vũ khí hạt nhân. Hôm 14 tháng 6, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko xác nhận nước này đã được chuyển giao một số vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, trong đó có những quả bom mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm 1996. Ông Lukashenko khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là mong muốn của ông, chứ không phải do Moscow áp đặt. Tổng thống Belarus cho biết việc này sẽ giúp ngăn chặn các bên có ý định tấn công nước này trong tương lai. Tổng thống Lukashenko là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Belarus cũng nằm giáp với ba thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Litva, Latvia và Ba Lan. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Marina Zakharova cũng khẳng định Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân vì mục đích phòng vệ. Được sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ tình huống nào thường nằm ngoài chính sách này đều sẽ không được xét đến. Tổng thống Biden hôm 19 tháng 6 cảnh báo việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là mối đe dọa có thật. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, đài CNN của Mỹ cho hay vài giờ sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào Moscow bằng UAV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chiến tranh đang dần quay trở lại với lãnh thổ của Nga, trở lại các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Phát biểu với báo chí, ông Zelensky cho biết Ukraine đang trở nên mạnh hơn và chiến tranh dần quay trở lại với lãnh thổ của Nga, lan đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Đây là điều tất yếu. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 30 tháng 7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 44 chiếc UAV của Ukraine trong vòng chỉ 24 giờ đồng hồ. Cũng vào hôm 30 tháng 7, theo thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, các UAV của Ukraine đã tấn công các khu vực kinh doanh và tài chính mang tính biểu tượng của thủ đô nước Nga, nơi tọa lạc của một số tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Sobyanin cho biết mặt tiền của hai tòa nhà tháp văn phòng ở khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng ở Moscow đã bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công, song không có thương vong nào. Trong khi đó, TASS đưa tin có một vụ nổ xảy ra giữa tầng 15 và 16 của một tòa nhà 50 tầng tại khu vực IQ Quarter, gồm 3 tòa nhà cao tầng. Đây là đợt tấn công gây chấn động nhất kể từ khi hai máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin hồi tháng 5, và Moscow đã cáo buộc các cuộc tấn công như vậy là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng trước phát biểu của ông Zelensky. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề cập tới sự thay đổi về chiến thuật của các lực lượng Ukraine trên chiến trường. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29 tháng 7, ông Putin nói, hiện tại đã có một số thay đổi. Quân đội Ukraine đang dùng xe bọc thép chở người ra tiền tuyến, sau đó đẩy các binh sĩ lại và các phương tiện biến mất ngay lập tức. Rõ ràng, họ đang tiết kiệm thiết bị vì lo ngại tổn thất. Theo nhà lãnh đạo Nga, các binh sĩ Nga đã hạn chế sử dụng xe tăng cùng các xe chiến đấu khác trong chiến dịch phản công. Thay vào đó,
họ phải đích thân tiến quân và chiến đấu trước xe tăng và đạn pháo của Nga. Ông Putin nhận định rằng bước thay đổi chiến thuật của Ukraine có liên quan đến vấn đề thiệt hại về phương tiện bọc thép. Tổng thống Putin nói kể từ ngày 4 tháng 6, Ukraine bắt đầu cuộc phản công. Ông cho rằng 405 xe tăng đã bị phá hủy, cùng với 1.300 xe thiết giáp các loại khác nhau. Ông Putin cho biết thêm rằng trong số các thiết bị nói trên có đến 2/3 là của phương Tây viện trợ cho Kiev. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tiến hành một cuộc phản công như khu vực Zaporizhia, nơi giao tranh đã gia tăng trong những ngày gần đây. Thành phố Donetsk bị tập kích dữ dội, thiệt hại hơn 10 người. Ít nhất 3 người đã không qua khỏi và 10 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Donetsk. Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung GCCC cho biết ngày 31 tháng 7, nói thêm rằng một thường dân khác đã không qua khỏi ở một thị trấn gần đó. Tuyên bố của GCCC, cơ quan theo dõi các đợt pháo kích nhằm vào Donbass, được đưa ra sau khi ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk Dnipro thuộc Nga cho biết, hai quận trung tâm thành phố đã bị quân đội Ukraine tập kích, khiến một số người không qua khỏi và một chiếc xe buýt bị phá hủy. Ông nói thêm rằng những người bị thương đang được chăm sóc. Thị trưởng Donetsk Alexei Kulenzin cho biết, vụ tấn công nhằm vào quận Voroshilovsky ở trung tâm thành phố cũng đã khiến cho hai chiếc xe hơi bị thiêu rụi, một số tòa nhà bị hư hại và đường dây điện bị cắt đứt. Người đứng đầu Dnipro Denis Pushilin còn cáo buộc lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, làm hư hại một nhà máy xử lý nước ở thị trấn Jastinovaitaya thuộc Donetsk. Theo GCCC, lực lượng Ukraine cũng đã nã pháo vào thị trấn Golovka phía bắc Donetsk, khiến một dân thường khác không qua khỏi. Donetsk và các thành phố Donbass khác đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục, khiến nhiều người không qua khỏi kể từ năm 2014, khi khu vực này ly khai khỏi Kiev sau một cuộc đảo chính ở thủ đô Ukraine. Cơ hội 50-50 của Ukraine trước phòng tuyến phức tạp chưa từng có của Nga. Tướng Australia đã nghỉ hưu Mick Bryan gọi thiết kế phòng tuyến của Nga là phức tạp và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà bất kỳ quân đội nào từng đối mặt trong gần 80 năm. Phía Ukraine cũng thừa nhận họ chỉ có cơ hội 50-50 để vượt qua chúng. Chúng tôi chưa thể đưa ra những kết luận quan trọng, một sĩ quan quân sự cấp cao Ukraine cho hay. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã vượt qua phòng tuyến kiên cố của Nga ngày 26 tháng 7 ở phía nam Zaporizhia và đã đạt được một vài bước tiến khiêm tốn tại hai khu vực, nhưng còn quá sớm để khẳng định đây là thành công. Nó không thể thay đổi bức tranh toàn cảnh hiện nay, sĩ quan trên nói. Sự thận trọng này không phải là không có lý do. Ý tưởng ban đầu chọc thủng phòng tuyến Nga khiến cho đối phương phải rút quân như điều từng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái khi Ukraine tấn công vào Kharkiv là thiếu thực tế. Theo sĩ quan Ukraine, cơ hội là 50-50, đôi khi chúng tôi sẽ thành công và đôi khi chúng tôi sẽ phải rút lui quân. Với từ 6 đến 7 tháng chuẩn bị phòng tuyến cho cuộc phản công của Ukraine, Nga đã xây dựng được một chướng ngại vật phức tạp và vững chắc. Mick Bryan, một vị tướng Australia đã nghỉ hưu gọi thiết kế chướng ngại vật của Nga là phức tạp và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà bất kỳ quân đội nào từng đối mặt trong gần 80 năm. Nằm sâu hàng chục km, hệ thống phòng thủ này có thể phá vỡ hoặc là cản bước, thậm chí những quân đội phối hợp ăn ý nhất, chia tách họ khỏi sự hỗ trợ hậu cần. Những gì Ukraine đang cố gắng thực hiện ở mặt trận phía Nam theo hướng thành phố Melitopol và cảng Berdyansk nhằm chia cắt lực lượng của Nga, làm đôi và cắt đứt hành lang trên đất liền của Nga với Crimea là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các lực lượng của Ukraine đối mặt với nhiều thách thức nguy hiểm từ hàng triệu quả mìn, máy bay không người lái tích hợp thiết bị ghi hình, UAV cảm tử Lancet, thiết bị gây nhiễu và có thể vô hiệu hóa hoạt động của UAV, tên lửa tầm xa, trực thăng tấn công, mạng lưới cảm biến và đường liên kết dữ liệu. Thậm chí cả khi các bãi mìn được dọn sạch, chiến đấu cơ hoặc là các hệ thống pháo có thể nhanh chóng giải đạn khắp chiến trường. Việc xuyên thủng các phòng tuyến được chuẩn bị tốt, theo ông Bryan, yêu cầu các kỹ năng phối hợp giữa các lực lượng ở mức độ cao nhất. Nhà phân tích quân sự Michael Scottman đánh giá đây là điều mà Ukraine chưa thực hiện được. Ngoài ra, kỹ thuật và công nghệ phá vỡ phòng tuyến hầu như không phát triển trong 30 năm qua. Thậm chí, các đội quân huấn luyện tốt nhất của NATO với ưu thế trên không cũng có thể gặp khó khăn để vượt qua những trở ngại này. Tuy nhiên, lực lượng của Nga sau phòng tuyến đang bị kéo căng bởi chiến lược tiêu hao của Ukraine. Nếu việc xuyên thủng phòng tuyến mà Ukraine đạt được có thể tiến xa hơn, các lực lượng của Nga sẽ gặp khó khăn trong việc tăng cường lực lượng. Cả Nga và Ukraine đều đang liên tục tìm kiếm điểm yếu của nhau dọc mặt trận dài 1.000 km.
Ukraine đang đạt được một số bước tiến quan trọng quanh thành phố Bakhmut. Vào trong khu vực Lichivka, nơi Nga chưa có nhiều thời gian để xây dựng các phòng tuyến mạnh. Về phần mình, Nga vẫn hy vọng giành tiếp các vùng lãnh thổ tại những khu vực mà họ đã tuyên bố kiểm soát ở Kherson, Donetsk và Lugansk. Họ đã tìm ra những điểm yếu của Ukraine ở phía Bắc và phía Đông. Nga đang nã pháo dọc biên giới thị trấn Đông Bắc, Vovchansk, ở mặt trận phía Đông. Tình hình diễn biến phức tạp. Trong những tháng qua, Ukraine đặt mục tiêu giành lại Crimea, hiện do Nga kiểm soát trong những tuần qua, nhưng họ đã bị đẩy lùi khỏi các vị trí ban đầu. Ở Liman và Kupiansk, Ukraine mất 3 ngôi làng nhỏ trong tuần qua và thị trấn nhỏ Borova hiện đang nằm trong tầm ngắm của Moscow. Nếu Kiev mất thị trấn này, Nga sẽ có cơ hội đạt tiến triển đáng kể theo hướng sông Oskil. Tình hình của Ukraine ở thị trấn Avivka cách Donetsk 10 km về phía Bắc cũng đang vô cùng nguy cấp. Hiện nay giao tranh đang diễn ra ác liệt trên tiền tuyến và cả hai bên chỉ đạt được những bước tiến nhỏ.